pháp sư. Cậu đến đây á, có cần gì giúp á thì cứ thành tâm thành ý vào. Tôi nói điều này để cậu yên tâm hơn. Dạ. Ở đây á, có rất nhiều người nổi tiếng đã từng đến đây nhờ tôi giúp đỡ. Vậy luôn hả thầy? Ừ. Biết Bình Nhi không? Dạ con biết. Cũng đã từng đến đây nhờ tôi giúp đỡ, bỏ ra 50 triệu, 100 triệu, thậm chí là 200 triệu. Nhưng tôi không chịu, xua tay đuổi về. Ủa mà kêu giúp cái gì thầy? Đôn chiều cao. Ủa giờ tại sao đôn chiều cao thầy? Ông là Minh Nhí gì đôn chiều cao gọi là Minh Cao. Mất cái tên ngôi sao làm sao bán vé. Thời gian này để cậu yên tâm thôi. Đó nè. Vậy bây giờ có nghĩa là tôi muốn là cậu phải thành tâm thành ý. Mình đừng có hà tiện với là thần thánh. Dạ dạ chưa? Dạ. Lên lên lên, tôi làm pháp sự cho. Cần cái gì giúp cái gì tôi làm pháp sự cho. À, cái này là tôi không có lấy mà là thần thánh. Dạ, không, dạ. Tiền tỏ, hiểu chưa? Bắt đầu nghiêm túc vô, tôi làm pháp sự. Thánh thánh về nữa hả? Hey, mày bảo ai là về đấy? Anh thì phải gọi là nhập chứ. Dạ. Hey, bà từ trên rời xuống đây theo lời thỉnh cầu của mày để cứu nhân độ thế. Muốn gì, cần gì, bảo bà giúp cho. Hey! À, dạ, hôm nay con đứng đây là để xin bồ yêu á. Yêu? Dạ. Được rồi. Cầm tấm bùa này về, đảm bảo con gái xếp hàng theo nườm nượp. Hey. Ôi thầy kỳ quá thầy. Kỳ quá. Con thích con trai mà. Hey. Hành động của mày làm thần tiên cũng phải nổi điên đấy. Này. Nhưng được rồi, để chấp nhận thỉnh cầu, thánh có một thép bùa. Đây, cầm nó về. Đeo nó vào. Đeo cái gì? Đang mày chỉ súng cho ta, mày đừng bán ta, tội nghiệp ta. Diễn nữa hả? Diễn nữa hả? Ta mua có diễn mà thôi. Ta không có diễn, ta trở về với bọn chắc thật ta rồi. Bỏ cái lá bùa xuống. Thằng này ngu kinh. Tới giờ phút này mày còn bùa, mày nghĩ nên đâu dép với bùa gì? Tổ lô dép này, bùa mốt. Đưa hết cái đó qua đây. Thôi được rồi, nói nhiều quá, chúng ta không thuộc về nha. Mày cầm luôn đi. Mày nghe, mày con mày trở lại đi. Ta giết mày lung trừ mày mất vậy. Cái thùng nớ là chẳng qua là mấy đồng tiền lẻ người ta cúng thôi. Giòn bọt trao báo hả? Ta đòn có trong người nữa nè, ta lòm, ta đe trong người nữa lòm mày có gì. Đưa hết vàng bạc vô đây luôn. Chết ta rồi. À, tôi thì thấy bạn cũng đã rất là nỗ lực. Thế nhưng tôi vẫn chờ đợi ở bạn là bạn sẽ đem đến nhiều những cái tình huống hoặc là những cái câu nói để cho chúng tôi, ban giám khảo cũng như quý vị khán giả đang ngồi ở đây. Mình nên nói mấy thứ tiếng thôi, đừng có tham quá. Xin được cảm ơn những góp ý, nhận xét rất quý giá của các nghệ sĩ của chúng ta và cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn Duy Phương.